Vườn tre nhà mình nên là để từ năm ngoái thì thu hoạch xong, mang xong vào tháng 8, tháng 9 là tháng 10 là hết mưa, là sẽ để bẩn từ ngày đấy đến giờ. Giờ năm nay bắt đầu mới đi dọn đây. Thế không, nhưng mà điều tuyệt vời nó xảy ra là không phải mất thuốc như làm vườn trong này, mà không có thuốc cỏ nó cũng khó làm, nhưng mà làm vườn tre thì 2 năm nay không phải làm thuốc cỏ nữa rồi. Đó là cái điều tuyệt vời đầu tiên. Thứ hai là cái sinh khối của cây này thực sự lớn, là phù hợp với đất dân này. Mình nghĩ cái triển vọng của cái sinh khối này rất chỉ là tuyệt vời. Chúng ta sẽ nghiên cứu cách gì đó để làm để cho nó có tăng cái giá trị, nên tối ưu hóa cái giá trị, nên tạo cái sản phẩm mới nó có giá trị hơn, chứ không thay vì cứ lấy măng nguyên liệu thì nó cũng chỉ là cái giải pháp đầu tiên thôi. Sẽ nghiên cứu kế hoạch khác đi, chứ trồng tre chỉ để lấy măng thì cũng chỉ là cái sản phẩm đầu nhất, cái sản phẩm đơn giản nhất và dễ làm nhất. Còn tối ưu hóa nó để trở thành một cái sản phẩm nó có giá trị cao, cao hơn nữa đấy, thì cần có thời gian và cần có cách làm, cần có cách nghĩ và cần có một cái chiến lược mới. Thì kế hoạch mình sẽ cố gắng cũng được xúc